sáng ngày 16 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hồng Thiện, 24 tuổi, trú thành phố Châu Đốc để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, Công an phường Châu Phú B kết hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố kiểm tra tiệm game bắn cá thuộc khóm Châu Quế 1, phường Châu Phú B. Khi phát hiện lực lượng công an, nhiều người chơi game liền bỏ chạy ra phía sau tiệm game. Do nghi nhóm đối tượng này sử dụng ma túy nên tổ công tác liền đuổi theo nhưng không kịp. Khi vừa quay lại tiệm game thì bất ngờ một cán bộ công an bị Trần Hồng Thiện dùng kéo đâm 2 nhát vào người gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương sau đó. Cán bộ công an sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang điều trị. Sau thời gian vận động thuyết phục, ngày 13 tháng 2, Thiện đến Công an thành phố Châu Đốc đầu thú. Tại đây, Thiện nói do có sử dụng ma túy, sợ bị bắt đưa đi cai nghiện nên đã dùng kéo đâm công an để tẩu thoát. Thank you.